50 đến 40 đến 50 là được. Dạ, 50 đến 40 ha. Dạ, ok anh. Nghèo chứ đâu, vì người ta tụt bụng ngon, người ta chung thủy với mình là được. À, nghèo nghèo cũng được nhưng mà quan trọng là chung thủy. À, Dạ. chắc cũng cũng vẫn phải người ta phải giàu có chứ, không cần em cũng cần người ta phải về làm gì cho em, cũng phải bắt người ta phải chỉ đi chờ rồi là về nấu cơm luôn được, cái giặt đồ đồ ảo đi chứ có mày giặt bây giờ đầy đủ thì cũng chả lo, nhưng mà ở chung cuộc sống để mà giúp nhau khi ốm đau thôi. Anh cố gắng nói lớn lớn giúp em ha, bởi vì em cảm thấy là âm thanh nó không có được tốt lắm á. Ờ đúng rồi, thì không biết thế nào đây mà tục lắm á. Dạ, ok. Rồi, em mời anh gửi lời chào đến khán giả ha. Ờ, xin chào anh bên làm bên chương trình Kết Nối Yêu Thương, và tôi cũng xin chào toàn thể mọi người trong cộng đồng, trong cái mạng, trong được ngoài nhất, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Dạ, rồi em cảm ơn anh. À, Cuộc phỏng vấn anh thì cố là gắng nhìn thẳng vào điện thoại giúp em ha. Với lại anh ngồi im đừng có lắc, mình đừng có lắc, lắc là nó sẽ hình ảnh rất là khó chịu. Đừng có lắc và mình ngồi im vậy đó. Bên anh nghe cái âm thanh có rõ không? nghe rồi. Nghe rõ hả? À, À, anh giới thiệu về bản thân của mình anh họ tên gì? em Nguyễn Văn Toàn sinh mùng 10 tháng 10 1965. Rồi, 1965 là năm nay là Năm chín. 59 tuổi, quê ở Nghệ An ha. À, Dạ, anh chia sẻ về cái ngoại hình của anh là anh cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu vậy anh? em nặng là 50 kg, cao là 1 m 63. Nặng 50 kg là ốm lắm á. Dạ. Ốm ha. Dạ. À, với lại cái em thấy sao mà cái đầu anh nó không có tóc là do bẩm sinh hay do anh cạo vậy? Nói chung cái đầu kiểu là em kiểu nó cao từ khi khi cũng cũng tuổi là bị cao đấy, giờ kiểu là nó tụt lên đại là nó ngứa lắm. Yeah. Chắc là cũng cũng là thói quen thôi ha. Em thôi. Anh đang làm công việc gì? À, hiện tại là em ở nhà là với một thằng cháu thôi, hai ông cháu ở nhà. Dạ. Ý là không làm gì cả hả? À, làm việc tự do thôi. À, 59 tuổi là về về hưu rồi đó. Nhưng mà ví dụ như mình không làm gì nhưng mà có tiền để mà trang trải không? À, ngày xưa thì hai vợ chồng làm trong Sài Gòn á, kiểu là mùa heo ở trong Sài Gòn á. Dạ. Ba mình là về đây thì như ba mất đây rồi, hai ông cháu nó cũng chả làm cái gì nữa, mà con cái nó ở trong Sài Gòn thì có hai ông cháu ở đây mới quý con thôi. Có nghĩa là trước đây mình làm việc trong Sài Gòn á thì mình cũng còn một số vốn mà để bây giờ sinh sống đúng không? À, Vợ anh mất á là mất bao bao lâu rồi? Mấy năm rồi anh? em mất hơn 2 năm rồi, 2 năm rồi ha. mất Rồi, 2 năm. dạ, rồi em chia buồn với anh ha. À, Dạ. Rồi trong thời gian mà hai vợ chồng chung sống với nhau thì anh có bao nhiêu người con? em có 4 người con rồi, Dạ, hai 4 người. Hai trai hai gái ha. Rồi con đứa con lớn là bao nhiêu tuổi rồi, đứa con nhỏ là bao nhiêu anh? là sinh năm tầm sáu, Dạ. con thằng út thì sinh năm 92. Dạ. Bốn Bây người con giờ mấy đứa con ở chung với anh? chưa, không có đứa nào hết, thôi ở trong Sài Gòn, chúng nó ở trong Sài Gòn hết. Dạ. Ở trong Sài Gòn hết giờ chỉ có một mình anh ở nhà thôi ha. Mình với thằng cháu đó, À, thì bây giờ anh bước thêm một bước nữa thì bốn đứa con anh có ủng hộ không? một mình thì em là tuy trả cái để trả kiểu mình người nào mà kiểu về người ta có tình cảm chung sống thì tuy trả thì nó trả đó. Dạ, nhà anh ở mặt tiền hay sao em nghe xe nó ồn dữ vậy? Nhà gần mặt tiền xe của nó chạy liên tục động Dạ, lắm. hàng gì mà âm thanh nó không có được tốt lắm. Dạ, thôi bây giờ mình cố gắng mình nói lớn lớn giúp em ha. Dạ. Tâm tư nguyện vọng của anh á, đi tìm một nửa yêu thương thì anh Dạ. cần một người phụ nữ đó như thế nào anh? Em kiếm một người nói chung là họ có đồng cảm với mình, rồi là nói chung thì em cũng muốn kiếm một người về để trong mình đứng lúc mình ra hiểu thế đây là có người giúp đỡ trong cuộc sống thôi, thế là cùng kiếm người phụ nữ cho nó để cho con người ta đi là lo gia đình thôi, gia Dạ. đình em cũng một mình thân cháu thôi, cũng chả có ai đâu mà phải lo. Dạ.
Nói chung là anh giờ anh cần một người là yêu thương, hiểu mình ha. Còn về cái độ tuổi và cái ngoại hình thì anh có yêu cầu không? Nói chung là cùng độ tuổi khoảng tầm 45 lên 45 là trở được. lên, 45 trở lên đúng không anh? Dạ 50 đến 40 đến 50 là được. Dạ 4 50 đến 40 ha. Dạ ok anh. Nghèo chứ đâu, vì người ta tụt bùng, người ta chung thủy với mình là được. À, nghèo nghèo cũng được nhưng mà quan trọng là chung thủy. Dạ. Dạ. Chắc cũng cũng cần mình, người ta phải giàu có chứ, không cần em cũng cần người ta phải về làm gì cho em, cũng phải bắt người ta phải chỉ đi chờ rồi là về nấu cơm luôn được, cái giặt đồ ảo, đồ ảo thì chỉ có máy giặt bây giờ đầy đủ thì cũng chả lo, nhưng mà ở chung cuộc sống để mà giúp nhau khi ốm đau thôi. Dạ, nhưng mà anh cho em hỏi luôn rõ chỗ này chút ha. À, lúc nãy thì anh chia sẻ rằng là hiện tại bây giờ thì anh không có làm việc công việc kinh tế để mà kiếm ra tiền á. Nếu mà thêm một người nữa thì anh nói như vậy mà không cần người đó làm việc thì mình lấy tiền đâu mà mình để sinh sống anh? Không, cái là không, cũng phải lo với cuộc sống của em, nói chung là cũng giờ thì cũng có ít tiền nữa. Có từ khi ba mất thì nói thật là cũng vẫn có tiền ít nhiều gì để mà mình cuộc sống hàng ngày để đến tuổi, đến khi tuổi chết thôi. À, rồi, em hiểu rồi. Thôi mình cũng không nhất thiết là mình công khai một bộc lộ ra nhưng mà em cũng muốn hỏi cho kỹ. Bởi vì anh chỉ nói rằng là không cần người vợ đó mà về đó làm cái gì hay là cần người vợ kinh tế gì hết nên anh cũng hỏi rõ để mà có cô có chị nắm bắt được. Đúng không anh? Đây, còn về cái vùng miền của người vợ tương lai thì anh có yêu cầu không? Dạ Cái vùng miền á, anh có yêu cầu người đó là vùng miền nào không? không, không quan trọng cũng biết nào này thế. Dạ nói chung là quan trọng là có duyên nợ là đến với nhau thôi ha. Dạ đúng. Dạ à, thật sự thì hôm nay ghi hình ở trên Zalo á mà do anh ở đường lộ á, thành ra là em thấy nó cũng hình ảnh nó cũng âm thanh á, nó quá là tệ luôn á, nên có gì thì có cô có chị mà cảm mấy anh á thì sẽ tìm hiểu thêm sau khi mà tham gia chương trình ha. Dạ thì cái nhà này là nhà của anh luôn đúng không? Nhà 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 đấy đấy em, một nhà này với một nhà bên này nữa, Dạ, khi mà cưới vợ về thì vợ về ở chung với anh hả? chúng đây luôn, nhà em đây bác. Ừ. À, nhà đây luôn, con cả đấy, có nhà có cửa cả thôi, hai Dạ. thằng con trai, hai thằng con trai rồi, một thằng em vừa làm cái nhà cho nó bên này là cùng sản bên này mặt đường này, cùng làm một cái nhà cho nó khi ba con sống á, vừa em nó sống á thì ba cậu làm bên nhà, cậu cái nhà đó thêm làm bên nhà cho cậu ba rất rưỡi đâu, nhưng mà nó đóng cửa nó đi đúng rồi, nó không hay con nó có về đâu. Dạ. Thì anh cũng xin tóm tắt lại bởi vì lúc nãy giờ thì em thấy chất lượng âm thanh nó không được tốt lắm á. Thì em cũng xin nhắc lại, anh là Tiên Quang, 59 tuổi, quê ở Nghệ An. Hiện tại thì anh cũng trước đây thì làm việc anh cũng dành dụm một số vốn nên hiện tại bây giờ là gọi như là sống dưỡng già đó. đúng không anh? Thì vợ anh cũng đã mất là cách đây 2 năm rồi. Bây giờ anh cũng mong muốn là tìm một người phụ nữ tâm đầu ý hợp để mà về chung vui với nhau. Đó. Thì nếu mà có cô có chị nào mà cậu mến anh thì liên hệ với chương trình, bên chương trình sẽ có hướng kết nối cho hai người tìm hiểu nhau nhiều hơn ha. Bây giờ thì em Dạ. xin phép được khép lại cuộc trò chuyện hôm nay. Em xin chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn ha. Ok, và em tạm biệt anh Quang nha. Rồi ok anh.